Cô xin chào các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong tiết tiếng Việt lớp 2, chủ điểm Ông bà yêu quý với bài 2 Bưu thiếp. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tiết. Tiết 1: đọc bài Bưu thiếp. Tiết 2: nhìn viết ông tôi, phân biệt ngờ đơn, ngờ ghép. Yêu, ưu, dê và R. Mục tiêu của bài học là sẽ giúp các con đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, hiểu nội dung bài đọc, biết liên hệ bản thân. Nhìn viết đúng đoạn văn, phân biệt ngờ đơn, ngờ ghép, yêu, ưu, dê và R. Nào, chúng ta cùng đến với tiết 1, đọc bài Bưu thiếp. Trước tiên, các con hãy luyện đọc thành tiếng với cô nào. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 61 hoặc quan sát trên màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Bưu thiếp. Em có thể tự làm bưu thiếp gửi tặng người thân nhân dịp sinh nhật hoặc nhân ngày lễ Tết theo hướng dẫn dưới đây. 1. Chuẩn bị giấy bìa màu, kéo, thước, bút. 2. Cách làm. Bước 1. Vẽ hình dạng bưu thiếp theo ý thích, cắt theo đường đã vẽ. Bước 2. Trang trí và viết chữ chúc mừng hoặc thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp. Bước 3. Trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong của tấm bưu thiếp. Em có thể làm bưu thiếp theo cách của mình. Nếu người thân ở xa, em có thể gửi bưu thiếp qua đường bưu điện. Nguyễn Thị Hương. Các con vừa lắng nghe cô đọc bài. Để các con có thể đọc tốt hơn bài đọc, cô sẽ giúp các con chia bài đọc thành 3 đoạn. Đoạn 1. Từ em có thể đến hướng dẫn dưới đây. Đoạn 2. Từ một chuẩn bị đến của tấm bưu thiếp. Đoạn 3. Từ em có thể đến qua đường bưu điện. Trong mỗi đoạn, cô lại lưu ý các con một số từ khó đọc cũng như câu văn dài cần gắt giọng. Ở đoạn 1, các con chú ý đọc đúng từ bưu thiếp với vần ư trong tiếng bưu. Các con lắng nghe cô đọc. Bưu thiếp. Các con đọc lại một lần theo cô nào. Bưu thiếp. Ngoài ra, câu văn trong đoạn 1 cũng là câu văn dài mà chúng ta cần chú ý cách ngắt giọng đấy. Trong câu này, ta sẽ ngắt giọng sau từ sinh nhật và nghỉ hơi lâu hơn sau dấu hai chấm. Các con lắng nghe cô đọc nhé. Em có thể tự làm bưu thiếp gửi tặng người thân nhân dịp sinh nhật hoặc nhân ngày lễ Tết theo hướng dẫn dưới đây. Ở đoạn 2, các con chú ý đọc đúng từ hình dạng với vần an trong tiếng dạng khi đọc lưỡi không chạm răng. Hình dạng. Các con đọc lại một lần theo cô nào. Hình dạng. Chúng ta còn cần chú ý đọc đúng từ trang trí với âm đầu chờ cần đọc mạnh. Các con lắng nghe và đọc lại theo cô nhé. Trang trí. Ở đoạn 3, chúng ta chú ý đọc đúng từ bưu điện với phần yên trong tiếng điện khi đọc lưỡi cần chạm răng. Bưu điện. Các con đọc lại một lần theo cô nào. Bưu điện. Rất tốt. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc bài. Các con hãy bấm dừng màn hình
và cùng luyện đọc sao cho thật to, rõ, đúng các từ và ngắt nghỉ hơi đúng chỗ nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ bước sang hoạt động luyện đọc hiểu để cùng nắm vững nội dung của bài đọc. Trước tiên, cô sẽ giúp các con giải nghĩa một số từ mới có trong bài. Bưu thiếp, đó là tấm giấy nhỏ dùng để báo tin, chúc mừng, mời khách, thường được in sẵn, gửi qua đường bưu điện đấy các con ạ. Bưu điện là cơ quan chuyên chuyển thư từ, báo chí, hàng, tiền. Các con thấy đây là hình ảnh của một bưu điện và các cô chú công nhân viên của bưu điện đó. Nào, bây giờ thì các con hãy bấm dừng màn hình, đọc thầm lại bài và tìm câu trả lời cho 4 câu hỏi trong sách giáo khoa như sau. Câu 1. Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị những gì? Câu 2. Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3. Câu 3. Có thể đảo trật tự các bước 1 và bước 2 không? Vì sao? Câu 4. Mặt trong của tấm bưu thiếp gồm những nội dung gì? Bây giờ thì cùng cô tìm hiểu từng câu nhé. Câu 1. Để làm bưu thiếp, em cần chuẩn bị những gì? Đúng rồi, ta cần chuẩn bị giấy màu, thước, bút chì màu, hồ dán, kéo và một số vật dụng cần thiết khác. Câu 2. Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3. Chúng ta dễ dàng tìm ra câu trả lời trong đoạn 2 của bài, đúng không nào? Ở bước 2, chúng ta sẽ trang trí, viết chữ chúc mừng hoặc thân tặng vào mặt ngoài của bưu thiếp. Ở bước 3, chúng ta cần trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong của bưu thiếp. Câu 3. Có thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 không? Vì sao? Theo các con, có thể đảo trật tự của bước 1 và bước 2 không? Theo cô, chúng ta không nên đảo trật tự của bước 1 và bước 2, bởi vì cần có hình dạng của bưu thiếp trước, sau đó mới trang trí thì bưu thiếp sẽ đẹp và gọn gàng hơn. Câu 4. Mặt trong của tấm bưu thiếp gồm những nội dung gì? Theo như nội dung của bước 3 trong bài, ta thấy mặt trong của tấm bưu thiếp gồm hình ảnh trang trí, lời nhắn, lời chúc. Ngoài ra, chúng ta có thể ghi thêm thời gian viết bưu thiếp, tên người gửi và người nhận nữa các con nhé. Như vậy, qua phần tìm hiểu bài, chúng ta thấy nội dung của bài đọc hôm nay là giới thiệu về công dụng và cách làm của bưu thiếp. Vậy, con sẽ làm gì sau khi học xong bài đọc này? Đúng rồi, con nên học cách làm bưu thiếp, làm thiệp, gửi tặng người thân, bạn bè, thầy cô vào những dịp đặc biệt để bày tỏ cũng như gắn kết tình cảm của mình. Cô tin chắc đó sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa với những người mà các con thương yêu đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hoạt động luyện đọc lại. Trong hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn các con đọc bài này sao cho thật hay nhé. Các con lưu ý, đây là dạng bài giới thiệu về công dụng cũng như liệt kê các bước làm một bưu thiếp, nên chúng ta cần đọc với giọng thong thả, chậm rãi, rõ ràng. Các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn 2 của bài nhé. Bưu thiếp 2. Cách làm. Bước 1. Vẽ hình dạng bưu thiếp theo ý thích, cắt theo đường đã vẽ. Bước 2. Trang trí và viết chữ chúc mừng hoặc thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp. Bước 3.
trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong của tấm bưu thiếp. Em có thể làm bưu thiếp theo cách của mình. Nếu người thân ở xa, em có thể gửi bưu thiếp qua đường bưu điện. Bây giờ, các con hãy bấm dừng màn hình và cùng luyện đọc lại đoạn 2 cho thật hay nào. Các con có thể nhờ ba mẹ hoặc người thân lắng nghe và nhận xét giúp mình nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta cùng đến với tiết 2 của bài học nào. Trước tiên, chúng ta cùng đến với hoạt động nhìn viết bài ông tôi nhé. Cô giới thiệu, đây là đoạn văn mà hôm nay các con sẽ nhìn viết. Các con đọc thầm đoạn văn cùng cô nào. Ông tôi đã già, thế mà không một ngày nào ông quên ra vườn. Tôi vẫn thường tha thẩn theo ông, khi xới đất, lúc tưới nước giúp ông. Tôi thầm mong sao cho ông tôi đừng già thêm nữa. Phong Thu. Vậy, các con thấy trong đoạn văn này, ông của bạn nhỏ không quên làm gì mỗi ngày? Đúng rồi, ông của bạn nhỏ không quên ra vườn mỗi ngày. Khi theo ông ra vườn, bạn nhỏ giúp ông làm gì? Khi theo ông ra vườn, bạn nhỏ giúp ông xới đất, tưới nước. Như vậy, chúng ta thấy bạn nhỏ trong đoạn văn rất yêu thương ông của mình, đúng không nào? Các con cũng noi gương bạn, biết quan tâm và giúp đỡ ông bà của mình nhé. Còn bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con luyện viết một số từ dễ viết sai có trong đoạn văn nhé. Từ đầu tiên, các con cần chú ý khi viết, đó là từ quên với âm đầu của. Tha thẩn, các con chú ý viết thanh hỏi trong tiếng thẩn. Xới với âm đầu sờ. Tưới với vần ươi. Các con có thể dừng màn hình và luyện viết các từ khó này vào bảng con nhé. Bây giờ, các con hãy dừng màn hình và cùng viết bài nào. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với bài tập chính tả, phân biệt ngờ đơn, ngờ ghép, yêu, ưu, rê, r. Bài B. Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố có tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ đơn hoặc chữ ngờ ghép. Câu đố thứ nhất. Con gì bốn vó, ngực nở bụng thon, rung rinh trước bờm, phi nhanh như gió, là con gì? Cô giải nghĩa từ vó có trong câu đố. Vó, chúng ta hiểu đó chính là bàn chân của một số loài thú có guốc như trâu, bò, ngựa. Vậy thì các con đã đoán ra được đây là con gì chưa nào? Đúng rồi, đó chính là con ngựa. Các con chú ý, tiếng ngựa được bắt đầu với chữ ngờ đơn. Chúng ta đến với câu đố thứ hai. Con gì ăn cỏ, đầu nhỏ chưa sừng, cày cấy chưa từng, đi theo trâu mẹ. Đố các con biết đó là con gì? Chính xác, đó chính là con nghé. Con nghé hay ta còn hiểu đó là con trâu con. Các con xem hình ảnh chú nghé đi theo trâu mẹ rất đáng yêu phải không nào? Các con cũng chú ý tiếng nghé được bắt đầu với chữ ngờ ghép. Chúng ta cùng đến với câu đố thứ ba. Con gì có cổ khá dài, giống như con vịt có tài kêu to, chân có màng, mắt tròn xoe,
khi ngã xuống nước chẳng lo bị chìm, là con gì? Đó chính là con ngỗng. Các con thấy nó khá giống con vịt đúng không nào? Nhưng cổ nó dài hơn và nó kêu rất to đấy các con ạ. Các con cũng lưu ý tiếng ngỗng được viết bắt đầu với âm ng đơn. Chúng ta cùng đến với bài tập C. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi bông hoa. Câu 1. Chọn vần yêu hoặc vần ưu. Chúng ta có 3 bông hoa để lựa chọn. Các con hãy bấm dừng màn hình và cùng suy nghĩ với cô nào. Bây giờ thì cùng cô kiểm tra đáp án nhé. Trìu mến, dịu dàng, ưu điểm. Các con có biết trìu mến có nghĩa là gì không? Trìu mến có nghĩa là ánh mắt, cử chỉ, biểu lộ tình yêu thương tha thiết. Ví dụ, ánh mắt mẹ trìu mến nhìn con. Ưu điểm là điểm hay, điểm tốt, cần phát huy. Chúng ta tiếp tục với câu 2 của bài C. Chọn chữ R hoặc chữ R. Chúng ta cũng có 3 bông hoa để lựa chọn. Cô mời các con suy nghĩ. Cùng sửa bài với cô nào. Rõ ràng, gọn ghẽ, ríu rít. Thế ríu rít nghĩa là gì? Ríu rít là những tiếng cao, trong và tiếp liền nhau, nghe không rõ từng tiếng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau nhé.